Không biết có từ bao giờ, nhiều thế hệ người dân xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đều lớn lên và gắn liền với cây ấu. Đến nay, nơi đây vẫn đang là vùng trồng ấu lớn nhất tại Thanh Hóa. Những ngày này, người dân xã Vĩnh An đang tất bật cho mùa thu hoạch ấu. Mùa củ ấu bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9 âm lịch hàng năm. Củ ấu mọc ở vùng đầm lầy và ao trũng. Khi thu hoạch củ ấu, người dân phải dùng thuyền. Mỗi ngày, mỗi người dân có thể thu hoạch khoảng 50 đến 70kg củ ấu. Giá củ ấu từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng 1kg. Theo người dân xã Vĩnh An, củ ấu dễ trồng lại cho năng suất cao. Một lần trồng sẽ thu hoạch được 3 vụ. Trồng ấu không phải chăm bón nhiều. Thì thoảng phun thuốc diệt bọ rùa khỏi ăn lá. Nói chung cái thời điểm thu hoạch ấu thì nó kéo dài khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Từ tháng 7 đến giữa tháng 8, cuối tháng 9, đầu tháng 9 đó. Và tôi thì trồng ấu thì cũng được 4-5 năm rồi. Thì trồng ấu thì nó cũng đơn giản thôi. Thì chủ yếu là đưa con giống xuống cái là cũng không phải có phân cho gì cả. Chỉ có nếu mà nó bị sâu dày thì chỉ phun thôi chứ không phải chăm bón gì nhiều. Cái trồng ấu ở đây với tôi thì khoảng 8 tàu. Cái quyết của ấu thì nó cũng đơn giản thôi, bởi vì ấu thì cái đất mà nó ví dụ như đất ao hay đất hồ nó tốt thì nó cây nó tốt thì nó to thì nhiều quả. Ví dụ mình trồng cũng xưa giờ khoảng 5-6 mét một bụi đó, bụi khoảng 4-5 cây thì to là ăn để ăn tán ra thì cây nó to. Theo thống kê, toàn xã Vĩnh An có khoảng 11 hectare với 30 hộ trồng. Đây là loại cây đem lại năng suất cao và thu nhập ổn định cho người dân nhiều năm qua. Sau mỗi vụ ấu, có thể tận dụng lại diện tích ao đầm để nuôi cá. Nhờ đó mà chất lượng đời sống của người dân cũng được nâng lên rõ rệt.